Chào quý ông bà, cô bác và anh chị. Hôm nay, sáng nay tôi có một ca tư vấn có phí tại văn phòng. Thì cô với chú đó đến văn phòng và chú mới khoe với lại tôi rằng là bà xã của tôi coi video của chị Thu là mười mấy tiếng một ngày. Cảm ơn chú, cô một lần nữa. Cảm ơn tất cả các ông bà, anh chị em. Trong cái thống kê mà cầm cái điện thoại hàng ngày thì tôi được thống kê theo dữ liệu tuần. Thì trong tuần này tôi xem mỗi ngày là 7 giờ. Mà cái cô cà chú kia chỉ xem một cái kênh tôi đã mười mấy tiếng đồng hồ. Và thế là tôi tâm nguyện rằng cố gắng đưa cái thông tin chất nhất, hữu ích nhất để các bạn, quý ông bà, cô bác và anh chị em, những người xem chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta không bị thất vọng, nâng cao chất lượng toàn diện các bạn ha. Hôm nay có một cái video có vui, đó là bà ngoại cho đất mẹ bán không chia được không. Khi tôi đọc cái một cái đoạn cũng tương đối dài, không có bỏ dấu, thì tôi cảm thấy thật ra kênh Dân Ta Phải Biết Luật Ta đã đến tay người dân rồi. Và nếu như trước đây thì tôi rất là bực cho cái cô này, tuy nhiên rằng là cho đến thời điểm hiện tại, tôi mong muốn rằng những người con trong gia đình chúng ta phải hiểu tài sản của ông, của bà, của cha, của mẹ. Ông bà có quyền cho cha mẹ, thậm chí ông bà có quyền cho chúng ta thì chúng ta được quyền, không cho thì thôi ha. Đây là một cái câu trả lời trước khi tư vấn. Vậy thì tư vấn là như thế nào? Hôm nay là một cái mạch của luật sư, nó sẽ không đầu không đuôi, không một cái diễn tiến rất là bình thường, các bạn thông cảm nha. Nhiều khi luật sư Thu muốn thế cho nó vô trật tự một tí xíu. Cô ơi, cho con hỏi, ông ngoại của con chia đất cho mẹ, nhưng mà mẹ con bán đất không chia cho con, vậy thì sao cô ạ? Ông ngoại chia đất cho mẹ, mẹ bán, mẹ không chia cho con, thì cô biết làm sao? Người ta bảo sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông. Bạn hiểu câu này không? Có nghĩa rằng ông ngoại của bạn cho rằng mình sẽ có trách nhiệm đối với người con của mình. Và vấn đề ở đây là người mẹ của bạn. Thì ông của bạn cho đất cho mẹ của bạn, đáng lẽ bạn phải mừng chứ, đúng không? Thì mẹ khó khăn thì mẹ bán, nhưng mà mẹ bán đất không chia cho con, vậy thì sao? Vậy thì thôi vậy. Vì từ nhỏ con đã sống với ông bà của con. Chuyện không phải tất cả các đấng bậc sinh thành đều là những người có trách nhiệm. Bạn phải hiểu được rằng có những người sinh ra trong một cái hoàn cảnh giàu có, có những người sinh ra trong hoàn cảnh thiếu trước hụt sau. Tuy nhiên họ vẫn dạy con họ một cái sự hiếu thảo, một cái sự kính trên nhường dưới. Vì từ nhỏ con đã sống với ông bà con. Giải thích với bạn như thế này nè. Nếu như trong trường hợp ông ngoại của bạn đó không cho đất cho mẹ bạn mà cho đất cho bản thân bạn, thì bạn được hưởng. Về đặt trường hợp, trong trường hợp bạn được hưởng này, bạn có chia lại cho mẹ bạn không? Chúng ta thấy rồi,
cách đây khoảng vài tháng, ở trên mạng xã hội nó có một cái đăng tin một cái cô con ruột đã chăm người mẹ ruột của mình bằng cách đổ phân trên đầu bà, sử dụng những cái miệt thị, cái sự bất kính đối với mẹ. Hỏi ra thì vẫn có nguyên nhân đó. Hóa ra người mẹ này đã lập một cái di chúc cho đứa cháu mà không để tài sản lại cho người con ruột. Bây giờ bạn đã hiểu rồi, đúng không ạ? Em út của con thì được mẹ cho, còn con thì không. Bạn ơi, người ta bảo cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh. Không phải tất cả bà mẹ trên thế giới đều công bằng. Tất cả các bậc phụ huynh trên thế giới đều công bằng. Họ có lý do của họ. Gia đình của con có 4 chị em, nhưng mà thế này, cô em út của con thì được mẹ cho con, còn 3 chị em của con thì không có tài sản. Như vậy là không công bằng, phải không cô? Thôi thì chia sẻ với bạn vậy. Việc các bậc làm cha làm mẹ, mà đặc biệt là các bậc là cha mẹ mẹ bạn, họ có một cách suy nghĩ. Đứa nào hiếu thuận thì có thể là cho nhiều hơn bạn nhé. Thôi thì san sẻ cái khó khăn thôi vậy. Từ khi còn nhỏ, mẹ con có đòi bán con để lấy vàng đeo, như vậy có vi phạm pháp luật hay không? Các bạn xem video này, các bạn sẽ thấy như thế nào. Tôi sẽ không có ý kiến về vấn đề này. Con mong cô góp ý kiến giùm con ạ. Mong cô trả lời tin nhắn của con sớm ạ. Con chúc cô thật nhiều sức khỏe để tư vấn cho những người khác nữa ạ. Chào cô. Ở cái vế thứ hai, hy sinh người bạn này ra, thì người mẹ đã có ý định bán. Đó là cái câu chuyện nói. Cái câu chuyện thực hành thì sao? Chúng ta thấy rồi. Thông qua video này, luật sư Thu muốn san sẻ với quý bạn đọc một điều gì? Hôm nay luật sư Thu làm cái video này để cho người con, người cháu hiểu được rằng nếu ba mẹ của chúng ta bán đất, nếu ông bà của chúng ta cho ba mẹ của chúng ta, thì chúng ta cũng không có quyền đòi hỏi. Nếu trong trường hợp mẹ của chúng ta đã bán đất mà không cho tiền của chúng ta cũng không có quyền đòi hỏi. Bạn ơi, mình được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ tay chân dưỡng dục. Bạn thấy ở ngoài kia có những người họ tật nguyền, họ cố gắng vươn lên. Tôi không có ý định dạy bạn, nhưng tôi mong muốn rằng thông qua video này bạn hiểu được rằng ông trời ông đóng cái cánh cửa này có nghĩa rằng mẹ bạn không cho bạn tài sản này, thì ông trời ông sẽ cho bạn một cái tài sản khác. Chúng ta sẽ hiểu như vậy để chúng ta có một cái sự thanh thản chấp nhận. Đối với cái vấn đề thứ hai, rằng ngày xưa bạn nghe kể rằng mẹ của bạn chuẩn bị bán để lấy tiền mua vàng đeo gì đó, tôi không có ý kiến. Tại vì tôi nói với bạn rằng mỗi một gia đình có một cái nôi được giáo dục kính trên nhường dưới, từ cách ứng xử trong một cái gia đình, từ thời phôi thai chứ không phải đến thời gian này. Thông qua video này, tôi cảm ơn mọi người đã xem video, và video này dành cho các bạn trẻ.
các bạn thấy rằng ba mẹ mình không cho bán đất, không cho mình tiền thì cũng đừng có kiện ba, kiện mẹ nhé. Cảm ơn quý ông bà, cô bác và anh chị. Tôi có một cái chương trình đầu tư cho các anh chị em Việt Kiều với 30 phút tư vấn. Các anh chị em Việt Kiều nào muốn đầu tư vào Việt Nam thì tôi sẽ dành cho quý vị một cái góc ưu tiên. Các bạn có thể gọi số điện thoại, đặc biệt các bạn, các anh chị em gọi vào số điện thoại của văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc là 028 379 07 727. Chúng ta nói rất là rõ là tôi mong muốn, tôi là Việt Kiều, tôi mong muốn cô luật sư Tu Đoàn tư vấn cho tôi 30 phút miễn phí. Còn các bạn còn lại thì chúng ta sẽ vẫn lấy phí bình thường các bạn ha. Cảm ơn quý ông bà, cô bác và chị.